Nếu bây giờ anh em lướt trên website của Acom, anh em sẽ nhận thấy rằng là thực sự tự dưng nhảy đôi một đống trước màn hình 100Hz, chẳng hạn như là chiếc màn này. Đây là hai chiếc bàn đến từ Samsung và nó cũng là 100Hz. Nhưng mà việc xuất hiện của 100Hz này có phải bởi vì các nhà sản xuất phát hiện ra rằng là 100Hz là con FPS duy nhất, con hẹc duy nhất không? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Vậy thì đây là hai chiếc màn hình đến từ Samsung mới anh em ạ. Nó thuộc dòng Essential 3 thì phải. Và nó sẽ là có hai phiên bản kích cỡ, một là 24 inch, hai là 27 inch. Tất nhiên là hai em này có khác về tấm nền bởi vì nó khác kích cỡ mà. Nhưng mà về thông số thì khá là giống nhau. Cùng đều là màn hình Full HD, cùng đều có tần số quét 100Hz, cùng là IPS, cùng sử dụng các kết nối, cổng kết nối như là HDMI này, DisplayPort này, cùng có cả núm chỉnh cực kỳ là tiện lợi và vô cùng là dễ dàng. Xong rồi, chân đế thì nhìn trông cũng khá chắc chắn, thiết kế thì nhìn trông rất là hiện đại và mọi thứ nhìn trông gọi là quá mê đi luôn, hỗ trợ cả phi sinh em ạ. Nghe đến đây thì thực sự là nhiều anh em hơi sợ một chút, bởi vì anh em phải biết rằng là những chiếc bàn này chỉ đâu đó khoảng tầm 3 triệu mà thôi, một mức giá cực kỳ là rẻ. Thế nên là nhiều anh em nghĩ là đây là một có vẻ kéo mùi đúng không? Hình như là hãng đẩy hãng đều cho mình đúng không? Nhưng mà hãy cùng thử test với cả chiếc công cụ này nhá. Quay em chào sao con màn này không hiểu sao ấy, em không biết test cứ kiểu giác nó không đúng ấy. Để đến tôi lại đợi tí mà xong rồi tí quay sau nhá. A few minutes later, anh em ạ, sau khi mình test xong chắc là mình phải hủy cái video mới thôi, bởi vì là nó không, cái màn hình này nó không như mình nghĩ. Tại sao như thế? Anh em phải hiểu rằng là em màn ấy, chính giá chính xác của nó nhá, chiếc màn 24 inch này sẽ là rơi vào khoảng tầm 2,8 triệu, còn chiếc màn 27 inch này thì sẽ hơn 3 triệu. Và trong buổi livestream hôm trước trên TikTok chúng mình có bán là khoảng tầm có 1,5 triệu một chiếc màn thôi, rất là kinh khủng, một mức giá rất là thấp luôn. Thế nên là khi mà mình nghe thấy mức giá thấp như thế thì mình đã định kiến trước đầu là à, chiếc màn này tệ lắm, chiếc màn này dởm lắm, màu nó chả ra đâu vào đâu đâu, độ tương phản nó chả đến đâu đâu, chắc là nhìn trông dùng 2-3 năm là vứt đi mà, vân vân, rất là nhiều thứ linh tinh như thế. Nhưng khi mình test thì nó ảo lắm anh em ạ, thực sự rất là ảo luôn. Mà mình nghĩ rằng là mình phải thay đổi lại cái bố cục, cái câu chuyện của cái video này. Mình lúc đầu mình sẽ định là ok, màn dở đúng không, màn tấm nền không xịn đúng không, ok, nhưng mà chúng ta vẫn có một chiếc màn hình 100Hz sử dụng cho văn phòng thoải mái, mê ly, dữ dội ở Mỹ. Nhưng mà không, câu chuyện đã khác hoàn toàn rồi. Mình xin phép đọc cấu hình cho anh em khi mà mình test được nhá. Thì với chiếc màn hình 24 inch này thì nó phủ lên tới là 98% giải màu sRGB, 80% giải màu P3 và 78% giải màu Adobe RGB. Độ sáng thì rơi vào khoảng tầm 300 nit, màu trắng thì mê ly luôn, 6500K, không có một vấn đề gì cả. Còn có một cái thứ nữa đó chính là độ chuẩn màu, thì u trời ơi, trời đất trời ơi, anh em nhìn này, nó bị lệch đúng một màu xanh thôi, còn tất cả màu khác thì đúng gần như là thấp cực kỳ luôn, vô cùng thấp. Thế còn với em 27 inch này thì cái độ phủ màu của nó còn ấn tượng hơn nữa, khi mà phủ lên tới là 100% giải màu sRGB này, phủ lên tới là bao nhiêu đây, 90% giải màu DCP3, 84% giải màu Adobe RGB. Sáng thì nó rơi khoảng đúng tầm 250 nit mà nó gọi là được lên cấu hình ấy. Còn cái độ lệch màu ấy thì nó không siêu ít lệch, nhưng mà nó không bị lệch con nào quá xa cả, dẫn tới độ lệch là delta E bằng 1 anh em nhá. Tức là nó lệch, nhưng mà nó lệch một tí thôi, chứ không lệch một con gì quá cao, và các con khác không lệch, đại diện kiểu như vậy. Thì chiếc màn như này nó thực sự là vô cùng ấn tượng với mức giá của nó. Với mức giá chỉ khoảng tầm 3 triệu, chúng ta đã được một chiếc màn phủ màu siêu đỉnh, đen tay dưới 2, vân vân và vân vân. Liệu rằng đây có phải là một cái kèo may không? Liệu rằng là có phải Samsung đang give away chúng ta một chiếc màn hình cực kỳ xịn với mức giá cực kỳ là rẻ không? Câu trả lời thì nó cũng có đúng nhưng mà cũng có sai nhá. Đúng là như nào? Đúng là Samsung là người đã lựa chọn đưa cái tấm nền vào một chiếc màn hình như này. Samsung là người đưa quyết định đấy, nhưng mà để đưa được tấm nền này vào một chiếc màn hình như này với một mức giá như này thì thực sự là quá ấn tượng, chứng tỏ là cái công nghệ của họ phải quá là cao họ mới dám làm như vậy. Bởi vì anh em phải hiểu nhá, vào cái đây khoảng tầm 5 năm đi, 5, 6 năm, 10 năm đi, thì một chiếc khoảng tầm 3 triệu chúng ta mua được một chiếc màn 720p hoặc là 4:3 đúng không? 5 triệu chúng ta sẽ được một chiếc màn hình Full HD với 60Hz và 10 triệu chúng ta sẽ được một chiếc màn hình Full HD 144Hz. Sang những năm gần đây, khoảng tầm 3 năm cách đây thì chúng ta sẽ được một chiếc màn hình 3 triệu là sẽ một chiếc màn hình Full HD 60Hz này, và một chiếc tầm 5 triệu chúng ta sẽ được một chiếc màn hình Full HD 144, và 10 triệu thì sẽ là 2K 144. Còn trong năm nay,
chỉ 3 triệu thôi, chúng ta đã được một chiếc màn hình 100 hẹp Full HD rồi. Đó, cái này nó chỉ đơn giản là cái sự tăng trưởng thường niên của cái công nghệ mà thôi. Cứ hàng năm chúng ta có thể dễ dàng mua những cái sản phẩm cùng mức cấu hình nhưng với một mức giá rẻ hơn rất nhiều so với cả năm trước. Và đồng thời thì cái gọi là quy trình sản xuất của những hãng như là Samsung, họ đã phát triển lên rất nhiều, khiến cho việc sản xuất ra một chiếc màn hình cùng một cấu hình như vậy rẻ hơn rất rất nhiều. Và đó chính là lý do tại sao mà bây giờ có quá là nhiều màn hình Full HD như vậy, nhiều màn hình Full HD 100 hẹp như thế. Và Samsung là một trong những nhà cung cấp màn hình giải pháp ngon nhẹ nhất cho thời điểm hiện tại, với mức điện này, mức màu này, cái mức tần số quét này và mọi thứ vân vân đều khá là ngon nhẹ và ok. Thế nhưng mà tất nhiên một chiếc màn như này không thể nào mà không có điểm yếu được. Anh em phải biết rằng nhá, đầu tiên mình đã kể rồi là độ đều sáng của em này, độ đều sáng của em này nó khá là không, tức là nó không nhận biết được khi mà mình nhìn bình thường đâu. Nhưng mà theo như thông số thì nó không thể nào ngon bằng một chiếc màn hình cao cấp được. Điều thứ hai nữa đó chính là độ delay, tức là cái response time của chiếc màn ấy. Về theo như cái gọi là cái cấu hình của Samsung ấy thì gray to gray, response time gray to gray của chiếc màn hình này là 4 mili giây, một con số khá là lớn. Tức là nó sẽ vẫn ổn cho việc sử dụng cho game MOBA nhưng mà nó chưa ngầu cho lắm cho tác dụng sẽ là game FPS anh em nhá. Thế nên nếu mà anh em mua màn này ấy thì mình sẽ có hai đối tượng cho anh em như sau. Nếu mà anh em một là một người đang cần mua một chiếc màn hình Full HD thì em này cực kỳ là ngon. Full HD 24 inch có, 27 inch cũng có, mức giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Thứ hai nữa là những anh em nào đang cần làm việc nhẹ nhàng, tức là sao? Màn hình này không phải là màn hình đồ họa, thế nên nó không thể nào có những tính năng của màn hình đồ họa được. Nhưng với cái độ chuẩn màu của nó hiện tại mà mình đo được ấy thì mình nghĩ rằng anh em vẫn có thể làm được những cái công việc đồ họa thực tập một cách rất là thoải mái trên một chiếc màn như này. Và mình đảm bảo nhá, trải nghiệm sử dụng của mình rất là thoải mái trên chiếc màn như này luôn, đặc biệt là với những cổng kết nối và cái phương thức gọi là di chuyển của nó sử dụng joystick để điều khiển các nút. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Và yếu tố cuối cùng là người gì chơi game nhưng mà không phải là game FPS mà là những người chơi game MOBA. Thực sự mà nói nhá, cái khoảng cách giữa độ mở của game MOBA ấy nó rất là khó để nhận thức, mình nhận thấy được. Và mình nghĩ rằng 100 hiệp là một cái gì đó nó khá là ổn định rồi. Anh em hiểu là 60 hiệp sẽ cho ra chúng ta khoảng cách giữa mỗi frame là 16.6 mili giây, còn 100 hiệp thì khoảng cách đó bị cắt đi còn khoảng tầm 3/4 hay sao, hay là bao nhiêu ấy, là còn 10 mili giây thôi anh em ạ. Thế tức là nếu mà anh em hứng thú với cả những chiếc màn này ấy, thì anh em hãy bấm gọi là ở dưới đường link mô tả nhá, mình sẽ để link của hai em này ở dưới. Còn nếu mà anh em cảm thấy hứng thú về những cái topic kiểu này ấy, thì hãy comment ở dưới để có thể recommend thêm một số topic liên quan tới kiểu debunk cho mình có thể làm video và nghiên cứu kỹ hơn. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhá.